Có một người đến hỏi Đức Thế Tôn: làm thế nào để có thể thành tựu được cái trí tuệ của mình? Làm thế nào để có thể tìm ra được một sự nghiệp cho mình? Và làm thế nào để cái tình bằng hữu khăng khít? Và làm thế nào để chúng ta sống ở thế giới này và sau khi mất, chúng ta sang một thế giới khác, chúng ta cũng có thể tránh được những cái phiền não? Thưa đại chúng, những câu hỏi đó rất là thực tế. Và giống như mình vậy đó, ai mình nuôi con mình lớn lên và một trong những cái mình ước mong con mình là phải thông minh, phải có trí tuệ. Khi mà nó đi học hồi nhỏ, mình cũng mong nó thông minh trong việc học. Nó lớn lên, nó ra đời, mình cũng mong muốn nó thông minh trong công việc làm ăn, để nó không có vấp ngã. Và thậm chí chúng ta mong con mình, rồi ngược lại người thân mình ngày xưa cũng đã mong mỏi mình như vậy. Và vì vậy thưa quý vị, là tất cả chúng ta ai cũng cần có trí tuệ hết. Nếu mà không có trí tuệ thì chúng ta không có minh định được cái con đường của chúng ta phải tu tập như thế nào, đường đời mình phải sống như thế nào và đường đạo mình phải tu ra sao. Vì vậy cho nên trí tuệ là một cái gì đó rất quan trọng. Ngày xưa có một nhà vua có ba người con. Thì một hôm có một vị tổ tên là Bát Nhã Đa La, tổ thứ 27 của Thiền Tông. Ngài đi vào trong hoàng cung thì Ngài mới hỏi chứ trên đời này cái gì quý nhất? Thì người con trai lớn, tức là người thái tử lớn nhất, mới nói rằng cái ngôi vị của vua là lớn nhất, là quan trọng nhất, tại vì ông vua có thể có tất cả và có quyền uy nhất, cho nên là trên đời này ngôi vua là quý nhất. Người thái tử thứ hai mới trả lời: trên đời này kim cương là quý nhất, tại vì mình có kim cương, có hột xoàn, có tiền bạc thì mình có thể mua sắm tất cả. Duy có người thái tử thứ ba mới trả lời: trên đời này trí tuệ là lớn nhất. Và Ngài giải thích: nếu không có trí tuệ thì làm sao biết ngôi vua quý? Không có trí tuệ làm sao biết kim cương quý? Thành thử ra nếu mà biết là ngôi vua quý mà kêu hột xoàn quý á, là thì cái gì nhận định ra nó thì cái đó mới quý nhất. Quý vị biết người trả lời đó là ai không? Tức là Bồ Đề Đạt Ma, tổ sư của chúng ta bây giờ đó. Ngày xưa trước khi Ngài đi tu, Ngài làm tổ, và chúng ta bây giờ thờ Ngài đó, tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, Ngài là một vị thái tử thứ ba của nước Nam Ấn. Và khi mà trả lời câu hỏi đó xong thì Ngài tổ thứ 27, Ngài Bát Nhã Đa La nhận ra ở nơi người thái tử thứ ba này có một cái kỳ đặc. Thì Đức Phật mới trả lời cho một cái người một cái câu hỏi: làm thế nào để mình có được trí tuệ đó? Thứ nhất là phải có niềm tin trong sáng. Một con người nghi ngờ nhiều quá, con người không thể phát huy được hiểu biết. Bởi vì ai nói cái gì cũng nghi, ai làm cái gì mà cũng nghi. Mà cái nghi á, đôi khi nó nhiều khi mình nghi á, nó không có dính dáng gì tới mình đó, mà chuyện nhỏ mình cũng nghi, chuyện lớn mình cũng nghi. Mình không bao giờ người ta nói cái mình nhận ra một cách đơn thuần nhẹ nhàng, để rồi mình nhẹ trong tâm mình và mình làm cho người ta dễ chịu. Pháp Hòa ví dụ, người ta kể cho mình nghe thôi, ta nói: chị biết không, con trai tôi á, nó nói là khi mà nó ra trường rồi á, nó sẽ mua cho tôi một cái nhà. Tức là người ta chia sẻ cái niềm vui của người ta cho mình rồi thôi. Mình nghe xong mình nói: thiệt không đó? Ở đó bà tin đó. Cái chuyện đâu dính tới mình đâu, nhưng mà mình đã thành một cái bệnh nghi rồi. Thành thử ra chuyện của người mình cũng nghi, chuyện của mình cũng nghi. Mà chính cái nghi đó đó, mình không có tự lòng, mình không có thoải mái, và nó thành ra một cái tập nghiệp. Thay vì mình có một cái tập nghiệp: ồ vậy hả, vậy thôi tôi mừng cho chị, tôi cũng mong là nó thực hiện được cái đó để cho chị an ổn, mấy lâu nay chị cực khổ nuôi con, bây giờ nó lớn nó biết nghĩ được như vậy tôi mừng cho chị. Cũng là một cách nói, mà thật sự mình nói như vậy mà nó không cho, cũng không dính tới mình, mà tự nhiên mình phát lên câu, mình nói: phải không, ở đó bà tin nó.
Tức là mình, quý vị thấy không, cũng là một cái cách mình nói, nhưng mà một cách nói mà người ta nghe, người ta có cảm nhận được một sự an ủi, niềm vui. Và chính bản thân mình cũng không bị một cái tập nghiệp làm tối ngày mình cứ nghi. Có những cái nghi ngờ mà mình phán ra mà không hề dính dáng tới mình. Và chính như vậy cho nên mình không có một cái, như vậy cái đức tin, cái niềm tin của mình nó tổn, nó không có. Tin người không có, mà thậm chí tin mình cũng không có. Thí dụ con mình nó nói mẹ, lễ Mother Day này con sẽ mua cho mẹ một món quà. Thôi cảm ơn, khi nào thấy thì hay. Thấy không? Thì cũng câu trả lời, mà quý vị thấy cái câu trả lời đó không làm cho người khác nhẹ nhàng vậy. Cho dù nó có thiện chí mà nó không mua. Ngày đó nó không mua, nó nói con xin lỗi mẹ, con định mua mà con không có tiền. Con có lòng là mẹ mừng rồi. Con có lòng là mẹ mừng rồi. Thành thử ra quý vị thấy là cái tin mình cũng không có, tin người cũng không có. Cái đó gọi là tự tin. Thấy không? Tin mình là tự tin, tin người là mình tin cái tha nhân bên ngoài. Thấy không? Rồi khi mà mình không có được tin mình, tin người thì dĩ nhiên sẽ không tin nhân, tin quả. Người không tin nhân, tin quả thì không tin gì, không 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 tin lý và cũng không tin sự. Tin sự là làm sao? Đứa con mình nó mang tới món quà, nó nói mẹ hôm nay là Mother's Day, con đem quà tới con tặng mẹ, giống như là con bày tỏ. Đó là cái sự, cái hình tướng. Cái lý là con nó nghĩ tới mình. Mình mới vừa nhận mà, cha năm nay sao tốt vậy, mỗi năm sao không thấy. Thì cũng phán cho một câu. Thật ra quý vị thấy là Đức Phật dạy tin nó có 6 cách. Tự tin mình nè, tin người nè, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. Mà cuộc sống của chúng ta đó, để cho mình có được một cái tuệ giác, là trước hết mình phải có cái niềm tin trong sáng. Và đồng thời những cái người thân của mình, đôi khi mình đừng có để cái cuộc sống của mình đó, thật sự ra dĩ nhiên có nhiều người ta hứa với mình 10, nhưng mà ta làm được khoảng 8 mà ta còn 3 cái hay 2 cái người ta thất tín. Nhưng mà nếu mà để cho tâm mình nhẹ nhàng á, cuộc sống này mà người ta hứa 10 mà ta làm được 8 là quý rồi. Cũng giống như ngày hôm qua Pháp Hòa nói với một Phật tử, ở đời này mình đừng mong ai hết phiền não, đừng mong ai tu hành thành Phật. Khó, chỉ cần á, người ta giảm tham mình mừng rồi. Giảm sân là quý rồi. Ông chồng mình hồi xưa ông nóng cao độ, phải không? Bây giờ ông nóng điều độ là mừng. Hồi xưa cao độ, giờ ông điều độ, tức là đụng chuyện dữ lắm ông mới giận cho ông đến nỗi. Tức là mình thật sự ra ở trong cái cuộc sống chúng sanh của chúng ta, còn ngày nào chúng ta còn sống, ngày nào chúng ta còn còn là chúng sanh, còn giao tiếp là ngày đó còn phiền não. Mà chỉ mong chúng ta giảm được phiền não là chúng ta mừng rồi. Cũng giống như, xin lỗi đại chúng, bây giờ mình cao đường, cao máu, cao mỡ, 3 cao 1 thấp. 3 cao là cao đường, cao máu, cao mỡ, và 1 thấp là cái thấp khớp. Mà bây giờ cao đường, cao máu, cao mỡ mà có thuốc uống để cho đừng có cao, nó giữ bình 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 bệ vậy mừng không? Bệnh đường sao hết nổi. Bây giờ ai vướng bệnh đường rồi tới ngày đi theo diện ông bà thôi, chứ còn, nhưng mà nó không có tăng, nó ở cái mức độ trung bình là mừng. Cho nên á, mình nhận ra được như vậy, cái tự nhiên cuộc sống mình nó cũng nhẹ nhàng ra. Tức là mình có một niềm tin là người đó có chuyển hóa. Người mà không có niềm tin là con cái mình nó có ngày nó tốt hơn thì tự nhiên mình thất vọng tràn trề và cuộc sống mình nó hoàn toàn nó bế tắc. Bây giờ á, mình có một cái niềm tin nhẹ nhàng, tốt đẹp cũng đi tới. Mình không còn tin tưởng ai nữa rồi mình cũng đi tới, mà đi tới trong lê lết, trong khổ đau. Mà mình đặt một cái niềm tin tốt ở nơi người khác, tự nhiên mình phấn khởi lên mình làm. Chứ còn không thì mình không có một cái sức lực để mình sống được. Cho nên có người hỏi Đức Thế Tôn, thành đạt được trí tuệ bằng cách nào? Thì Ngài nói rằng mình phải có cái kiên trì trong niềm tin trong sáng của mình.
Có những người người ta cần một thời gian lâu để người ta chuyển hóa. Cũng giống như mình ngâm thuốc rượu vậy đó. Tất cả những vị thuốc để trong keo và đổ rượu vô ngâm, đừng có nghĩ rằng trong một ngày mà nó ra thuốc. Có những cái bình rượu phải ngâm đến 6 tháng, 1 năm. Mà càng lâu thì cái bình rượu thuốc đó càng hay. Đó là như vậy. Cho nên phải có một cái niềm tin trong sáng. Cái thứ hai là gì? Làm sao để tìm ra sự nghiệp. Thưa đại chúng, người tu cũng có sự nghiệp của người tu. Người đời cũng có sự nghiệp của người đời. Hồi sáng này có mấy đạo hữu ăn sáng chung. Thì hai vị kia phải bận ra đi làm, cái đi ra tới cửa cái ông chồng than: trời ơi cực quá thầy ơi, tối ngày ăn rồi đi cày. Cái bà vợ bà mới nói: vậy chứ thầy không cày sao ông? Thầy cũng cày vậy. Quý vị thấy không? Quý vị đi cày ngày 8 tiếng cho em là on call không à? Ngoài cái giờ pháp thoại ra là Phật tử cứ xếp hàng và lấy giờ thăm, rồi chuyện này chuyện kia chuyện kia chuyện nọ, không có thể nào mình say no được. Người này người kia tới thăm vì người ta thương mến mình, người ta mới đến. Và người ta có một cái niềm tin là đến với mình, người ta nói một hai câu, rồi người ta chia sẻ, rồi mình cho người ta một vài câu gì đó để người ta có thêm cái sức mạnh trong cuộc sống của người ta. Thì cái đó là sự nghiệp của người tu. Sự nghiệp của người tu không phải chỉ ăn không ngồi rồi, mà sự nghiệp của người tu là mình làm được cái gì cho Phật Pháp. Hồi nãy sư U Thanh có nói đó, đây là cái lễ Phật Đản sắp tới đây, ngày 18 tháng 6 tại cái Wascana Park sắp đến, do sư và một số các vị Phật tử Phật giáo địa phương đây đứng ra tổ chức. Cái sự nghiệp của người tu là làm sao kết hợp. Cho nên sư đem một cái tâm tình của cái tâm thành của mình ra và công sức của mình ra để kết hợp với các nơi để làm cái lễ Phật Đản chung. Muốn làm như vậy mình phải có cái gì? Phải có sự siêng năng cần mẫn, vì chúng ta thấy việc làm đó chính đáng. Sư gửi cho Pháp Hòa cái email. Sư nói là ngày đó tôi muốn tổ chức Phật Đản vậy, và tôi rất mong là thầy có thể về với cộng đồng Phật giáo tại Regina. Thì Pháp Hòa coi cái lịch làm việc thì ngày đó Pháp Hòa đi được một ngày thôi, tức là có thể có mặt ở đây ngày thứ bảy, xong lễ là phải ra phi trường về liền. Nhưng mà thôi thì buổi lễ của sư làm là từ 6 giờ cho tới 8 giờ. Mình có thể ra một chuyến máy bay nào cuối cùng nhất để mình về lại. Và từ đầu năm là phải chuẩn bị công việc này, bởi vì mình phải xin với chính phủ, với CT ở đây, rồi liên lạc với các chùa, các đạo tràng, các hội Phật giáo để chúng ta làm được. Cho nên Pháp Hòa cũng rất mong quý vị sắp xếp được thời gian. Hôm đó là ngày thứ bảy, 18 tháng 6, 2016, đi cho thật đông trong cái ngày lễ chung đó. Và chúng ta lấy cái tinh thần chung mà chúng ta có mặt. Vừa rồi Pháp Hòa qua bên Atlanta, thì cộng đồng Phật giáo tại Atlanta mỗi năm cũng có lễ Phật Đản chung một lần. Và sư trưởng ban tổ chức năm nay đó biết Pháp Hòa cũng có mặt ở tại Atlanta khoảng thời gian đó, cho nên sư cũng đã email để mời. Nhưng mà rất tiếc là cái chương trình Phật sự ở đó tới tối mới xong. Nhưng mà Pháp Hòa cũng tranh thủ, vừa xong cái công việc ở đó là Pháp Hòa nói quý Phật tử, quý vị chở đi lên đó liền. Nơi thì lễ đã xong, nhưng Pháp Hòa vẫn vui là vì mình đã có mặt được để thấy được cái cộng đồng Phật giáo ở đó sinh hoạt, và mình có mặt ở đó, và mình cũng là một thành phần của những người con Phật. Mình không có đến được dự lễ, nhưng mình đến có mặt ở đó để chia vui. Và Pháp Hòa rất vui khi Pháp Hòa thấy được một cái sức mạnh của cộng đồng Phật tử ở đó, Phật giáo ở đó, do sự lãnh đạo của quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni ở vùng đó. Thì hôm nay cũng vậy. Cho nên ở trên Edmonton,
Mỗi năm lễ Phật đản chung thường tổ chức ở Trúc Lâm, do Phật giáo quốc tế đứng ra mượn chỗ để làm. Và khi làm như vậy là mình là cái người, tuy trên danh nghĩa là mình là người cho mượn chỗ, ban tổ chức là ban một cái ban khác, nhưng mà mọi việc ở đó mình phải sắp xếp, từ cái chỗ làm lễ cho đến ăn uống vân vân mình phải lo. Vì mình thấy, mình ý thức được cái đó là việc chung, và người ta mỗi năm đều để thời gian công sức ra làm, thì chúng ta cũng nên đóng góp. Ở đây cũng vậy, ví dụ như bây giờ ngoài sự nghiệp làm ăn của mình, sự nghiệp của người Phật tử gọi là gì nữa? Chính là cái ngôi chùa. Tức là mình phải biết rằng mỗi người chúng ta ai cũng có một cái bổn phận đối với ngôi Tam Bảo. Và khi chúng ta thấy một ngôi Tam Bảo nó đi xuống thì chúng ta phải tìm mọi cách để cho nó đi lên. Và khi chúng ta, những cái ngày lễ chúng ta tranh thủ chúng ta tham dự, tức là chúng ta làm cho cái sự nghiệp Phật giáo của chúng ta ở đây được duy trì. Vì sao? Vì chúng ta thấy cái nào nó chính đáng thì chúng ta phải siêng thôi. Thế ví dụ như tại sao chúng ta có thể siêng đi chơi, siêng đi làm, siêng đủ các việc, đâu có sao đâu. Thì giờ mình siêng thêm chút nữa, siêng trong lĩnh vực tinh thần, để cho sự nghiệp giác ngộ, sự nghiệp tinh thần của chúng ta không bị mai một. Khi Pháp Hòa nhận lời nói Pháp ở tại miền Nam Cali, thật sự ra chuyến đi này không có dự định trước, vì Pháp Hòa có công việc phải đi thôi. Nhưng mà các chùa biết được Pháp Hòa ở đó thì lại cứ liên lạc rồi muốn sắp xếp thời gian. Thì thôi, mình cũng sắp xếp được thời gian. Pháp Hòa nghĩ ngày thường chắc không đông, nhưng mà thưa đại chúng là những ngày Pháp Hòa ở đó, dù là ngày thường, có những buổi pháp thoại có 300 người, 500 người. Tối thứ năm ở tại chùa Huệ Quang Santana hơn 500 người ngồi đầy ra tới sân. Tối thứ sáu ở Như Lai Thiền Viện San Diego 500 mấy 600 người là ngày thường. Và mình thấy được cái tấm lòng của Phật tử cầu Pháp, thích, ham thích Phật Pháp. Cho nên dân Canada, Phật tử Canada mình phải noi gương tinh thần, ham tu, ham học. Ở bên đó đi pháp thoại, đi nghe pháp thoại mà đi dự khóa tu, lái xe 8 tiếng, 10 tiếng là chuyện thường. Mình ở đây đi chùa 30 phút le lưỡi, xa quá. Chùa 3-40 phút mà le lưỡi. Mà trong khi đó bên kia ta đi chùa 2 tiếng, 3 tiếng đi tham dự khóa tu. Có những vị lấy cả tuần lễ nghỉ làm đi theo pháp thoại thôi, không phải là một khóa tu. Pháp Hòa giảng chùa nào họ lái xe theo chùa đó mà đi suốt tuần lễ vậy đó. Vì các vị đó thấy được ngoài cái tâm, cái đời sống vật chất, chúng ta rất cần cái đời sống tâm linh. Và khi mà đi như vậy thấy rất là vui, bao nhiêu cái buồn phiền tan biến hết. Các vị chia sẻ đi với thầy, anh em huynh đệ rất là vui. Thành thử Đức Phật trả lời cho một câu hỏi của một người rằng làm sao có được một cái sự nghiệp. Thì Đức Phật mới nói nếu thấy việc đó chính đáng thì phải chuyên cần mà làm. Ngày nay cộng đồng của chúng ta ở đây, nhỏ nhỏ ở đây thôi, mỗi người đều có một sự nghiệp hết. Tại sao quý vị được sự nghiệp đó? Do quý vị chuyên cần. Tiếng Anh không biết, chưa hề biết đầu tư làm ăn, rồi chập chững vào, rồi bây giờ trở thành ông chủ, bà chủ, có một cơ sở làm ăn, tuy không giàu có nhưng mà không đến nỗi gọi là túng thiếu, mà chúng ta có được một cái sự nghiệp mà có thể nuôi được con cái gia đình của mình. Đó là do chúng ta siêng năng cần mẫn. Người xưa có câu đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Nếu mà mình được làm một đại gia, đại phú do thiên đây là ý nói người ta do trời, nhưng mà cái nghĩa đúng của nó là gì? Đó là do cái phước và cái đời trước của mình. Còn nếu như đời này mà mình làm một cái người tiểu phú, tức là tiểu gia, không phải là đại gia nhưng mà tiểu gia, đó là do mình siêng năng cần mẫn. Cái điều thứ ba Đức Phật dạy
làm sao có được một cái tình bằng hữu khăng khít? Thì Đức Phật trả lời, phải có lòng quảng đại khoan dung. Mình đối với ai, mình sống trong đời, không có lòng quảng đại khoan dung thì không có cái tình nào có mặt hết, chứ đừng nói chi là tình bạn, tình chồng, tình vợ, không có tình nào có mặt. Làm sao mà sống với nhau mà không khiều không quẹt nhau được? Người ta kêu là hội thì phải hợp, không? Hội hợp mà, hội thì phải hợp, mà muốn hợp thì phải hội. Mà hễ mà có hội hợp tức là sẽ có khiều, có quẹt, có những cái gì đó nó không đồng. Hôm bữa thứ sáu vừa rồi, khi mà giảng xong thì có một sư cô đứng lên nói, bây giờ tụi con ở đây có ba cái điều xin ý kiến của thầy. Thì Pháp Hòa mới nói đùa, Pháp Hòa mới nói rằng nếu trong cuộc sống của chúng ta cứ ý kiến gì chúng ta đóng góp, và chúng ta cứ nghĩ rằng ý kiến của mình chỉ là cái ý của một con kiến thôi, nhẹ nhàng vô cùng. Mình đóng góp ý kiến theo theo cái nghĩa chữ kiến đây là cái thấy của mình, cái ý và cái thấy của mình. Nhưng mà ở đây mình nói chữ để mình tự mình tìm cách mình chuyển hóa đó. Để mình đóng góp ý kiến thì cứ nghĩ cái ý mình như con kiến à, không có gì quan trọng hết đó. Ai nghe cũng được, không nghe cũng sao, hỏi thì tôi cho ý kiến. Và khi tôi đã đưa ý kiến thì tôi nghĩ ý kiến tôi là ý của con kiến. Đại chúng mới là lớn, đại chúng nhận ra ý kiến này thì theo, không nhận cũng không sao. Vì một con kiến nó quý vị cần thì tôi đưa con kiến, nhưng mà không theo con kiến này, kiến này vô ổ, không có gì quan trọng. Lòng quảng đại khoan dung mà không có thì không có tình gì có được, chứ đừng nói chi là tình chồng, tình vợ, tình anh em. Sống trong đời phải có lòng quảng đại khoan dung, ai làm lỡ cái gì chút thấy không quan trọng, tha thứ. Có những cái chuyện nó không đáng mà nói từ sáng tới chiều, nói từ sáng tới chiều. Có nhiều khi á, người ta do sơ ý, người ta hỏi một câu hoặc là người ta nói một cái câu mà người ta không có cố tình, nhưng mà mình cứ bắt cái câu nói đó, mình nói đi nói lại, nói từ sáng tới chiều, giống như người đó là một cái tội lớn, thì tự nhiên cái người đó cũng cảm nhận rằng khó chịu. Và chính cái chỗ không đáng đó, cái tình nghĩa giữa mình giữa họ có cái khoảng cách. Thưa đại chúng rằng ở trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà mình, tại sao khi chúng ta lại Phật á, chúng ta lại cái tay mình thả xuống như vậy nè, nhưng mà khi mình rập đầu xuống đất rồi thì cái tay mình lại mở ra. Khi mà mình muốn cầu được cái chỗ cao thượng, mình phải biết buông bỏ tất cả để hạ mình xuống tới tận cùng. Nhưng mà khi mình xuống được tới tận cùng rồi thì lòng mình phải mở, cho nên mình mở hai bàn tay mình ra. Quý vị lại Phật, quý vị lại vậy đó. Khi mà mình xá xuống vậy, cái tay mình buông vậy phải không? Thường thường á, khi mình lễ cái mình khom cái người mình xuống, cái tay mình xá vậy nè. Rồi xuống được tới tận chạm tới đất rồi thì hai tay mình mở ra, gọi là mở lòng. Mình không mở lòng với người ta thì ai mở lòng được với mình? Cũng giống như mình không mở lời thì ai dám nói. Thí dụ như mình muốn mời người ta đi ăn tiệc, người ta cũng biết cái ý mình muốn mời nhưng mà người ta không dám, tại vì mình chưa mở lời. Có phải không? Cho nên mình muốn làm cái gì mình phải mở lời thì người ta mới nhận cái lời đó. Xin lỗi, nhiều khi nam nữ quen nhau mà một, nếu mà ơ yêu đơn phương rồi nó khác, mà muốn tới gần mà không chịu mở lời ai dám. Đó, thành ra cuộc sống là phải có cái sự ngỏ ý, mở lời. Thậm chí người ta viết xong một cuốn sách mà người ta trước khi người ta đi vào cái nội dung á, người ta phải có một cái chương đầu gọi là mở lời. Cái chương đầu của quyển sách đó là gì? Lời đầu sách. Hay là cái chương đầu tiên là gì? À, cái chương đầu tiên là cái chương mở ra để người ta nói lên được cái nội dung của cuốn sách. Một quyển sách ta viết rồi,
Và sau khi một quyển sách viết, có đôi khi người ta có lời kết để người ta muốn nói lên những cái gì mà sau khi mà người ta đã bày tỏ trong cái quyển sách đó. Và cuộc sống là như vậy. Cho nên mở lời và mở lòng, lòng chưa mở thì lời không có. Ví dụ mình biết cái người kia đang e ngại với mình biết, nhưng mà mình ấy không, trừ khi nào nó tới nói tôi không thôi đừng hòng. Thì quý vị thấy là cuộc sống mà nếu mà mình cứ cứng như vậy, mà người kia có thể cũng cứng như vậy, cả hai mà cùng cứng ngắc vậy, có lẽ là cũng không bao giờ có được một cái chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng giống như hai vợ chồng mà giận nhau, không lẽ giờ ổng chấp quá rồi mình cũng chấp luôn nữa cái làm sao, nhiều khi cả tháng không nói chuyện. Thôi giờ mà ổng nín thinh rồi thôi mình cũng giả lả. Giờ giả lả vậy thì sao, rồi thì cũng xa va. Cuộc sống là nó vậy thôi. Có những cái giả lả chào hỏi nói chuyện rồi cái tự nhiên mọi việc nó bình thường. Mà nhờ như vậy đó, cái tình cái nghĩa nó mới đi xa hơn được. Chứ cuộc sống này nếu mà chúng ta là giận nhau, đánh lộn, gây gổ gì đó rồi chúng ta xa nhau, thì có lẽ không bao giờ chúng ta còn được nhìn nhau và gặp nhau nữa. Đừng có nói nhiều khi mình làm Phật sự, nhiều khi mình làm Phật sự mà không khéo á, rồi sau một lần Phật sự đó là tất cả các sự khác nó bế tắc hết, nó không có thông gì nữa. Chứ đừng nói là chỉ chuyện thế đời. Cho nên Đức Phật dạy để cho tình nghĩa khắng khích, chúng ta phải nên quảng đại khoan dung. Rồi cái cuối cùng, làm sao từ thế giới này sang thế giới khác chúng ta không bị phiền não. Ý nó là đời này mình sống vui, đời sau mình cũng được tái sinh cõi lành. Đức Phật dạy bốn điều. Thứ nhất là phải chân thật, thứ hai là phải có giới đức, thứ ba là can đảm, thứ tư là phải bố thí. Sống chân thật, có giới, cho nên Phật tử thọ giới. Thọ giới để mình tu. Đừng nghĩ thọ giới để mình khoe. Ai thọ năm giới, có nhiều người mới thọ ngũ giới đâu được chừng năm, thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà hỏi đỡ thọ để làm gì? Để đi gặp ai mình cũng nói tôi Bồ Tát giới, thành thử lúc nào tôi cũng có ghế A tôi ngồi. Đi đâu ngồi tôi cũng ngồi ngồi trên đó. Nhưng mà thật sự ra cái đó nó chỉ có cái tướng của Bồ Tát mà nó chưa có cái thể của Bồ Tát. Thưa đại chúng, cuộc sống của chúng ta nó có hai phần, mọi hiện tượng nó có hai phần, một là tướng, hai là thể. Bây giờ Pháp Hòa nói cái gì là thể? Thể là cái bản chất của nó. Ví dụ như bây giờ cái hoa này nè, cái tướng nó có không? Có hoa đàng hoàng, tướng có mà. Nhưng mà thể nó là sao? Thể là không, là giả. Đấy, chiều mai hai ba bữa nữa thì nó hư héo thôi. Cái thân của mình có không? Tướng thân có không? Có. Nhưng mà cái tướng, cái bản thể của cái thân này tồn tại lâu không? Không. Bản chất của thân này là già, bệnh, chết. Bản chất của nó. Còn cái tướng của nó là nó sẽ hiện theo. Bây giờ không tin, nó lấy cái hình 10 năm trước mình chụp so với cái hình mới chụp hồi chiều hôm qua. Khác xa. Khác xa. Tướng bắt đầu đổi rồi đó. Nhờ đổi cái tướng á. Hồi sáng chú Minh Thanh, chú vô chú thăm Hóa Hòa, chú nói con giờ mỗi sáng đi phải khom rồi. Hồi trẻ mình đi khác. Hồi mình bây giờ bắt đầu đi, mình đi theo cái tuổi. Mà nhiều khi chưa giàu mà sửa tướng. Người ta nói là giàu mới sửa tướng phải không? Sang đổi tánh, giàu đổi tướng. Mà nhiều khi mình giờ không giàu mà cũng sang gì hết á. Tại nó già mà nó đổi tướng thôi. Mà già đổi tướng là đổi gì nữa? Đổi tánh nữa. Nhiều khi đổi tật, đổi tánh là khó hơn hay là dễ hơn, vân vân. Cho nên á, mỗi người khi mà chúng ta có một cái tuệ giác để chúng ta nhìn mọi sự vật, thì chúng ta bớt chấp. Bớt chấp là làm sao? Thấy được cái bản, mà chúng ta đừng có chấp vào cái tướng đó. Hồi mình trẻ đó,
cái cơ thể mà nó tiêu hóa tốt, cho ăn bao nhiêu phọt nó cũng đẹp. Giờ lớn tuổi một chút cái bộ tiêu hóa nó yếu, ăn nhiêu nó tồn động, càng nhịn nó cũng mập, kiêng ăn nó cũng mập, mà ăn xong rồi mà nó mập đâu mập, nó cứ dạ bụng nó ra. Quý vị thấy không? Cho nên cái bản chất thật của cái thân thể này là nó thay đổi như vậy. Cho hiểu được như vậy cái thì không có buồn, mà chúng ta phải biết tiết chế. Bây giờ lớn tuổi rồi, ăn uống phải cẩn thận, mà nhìn kỹ coi, tất cả muôn ngàn thứ bệnh, mà trong kinh nói là 400 thứ bệnh, đều do một cửa miệng mà ra. Đó. Cũng cái miệng này thôi mà, còn ăn cũng, ăn mà để khỏe cũng nó, mà ăn mà để bệnh cũng nó. 400 thứ bệnh từ cái cửa miệng mà ra. Muôn ngàn lỗi lầm cũng từ cửa miệng mà ra. Cho nên mình mà có tuệ giác, mình nhìn ra được những cái đó, đỡ lắm. Có nhiều khi trong cuộc sống mình mà mình nói trời nói đất hồi thế nào cũng dấp à, phải không? Nên mình khéo nói cỡ nào, thỉnh thoảng cũng có những cái vụn về. Nhưng mà mình sẽ vui là vì, vui là sao? Là vì mình đã không để cho cái tật nói năng lung tung của mình nó hoành hành, mà mình biết tiết chế. Và bản thân mình cũng vậy, khéo sống cỡ nào đi nữa, khéo ứng xử cỡ nào đi nữa, thỉnh thoảng cũng có những cái vụn về trong cái cư xử. Cái chuyện đó là làm sao tránh được. Thì con người xung quanh của mình cũng vậy, họ giỏi cỡ nào thỉnh thoảng cũng có những cái dở. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói là những người làm chủ, mình làm chủ nhà hàng, mình nấu ăn trong gia đình, nấu rất là giỏi, mà thỉnh thoảng bị hớ không? Nó thỉnh thoảng lố đường lố muối chứ làm sao giỏi được, phải không? Trong cuộc sống mà có nhiều khi hồi trẻ đó mình cầm cái muỗng mình vút vô vậy cái nó rồi nó xong, bây giờ quên, già tay nó rung. Nhiều khi mới múc muỗng được rung rung bớt lại một chút, để vô nó không đúng vị như hồi xưa nữa. Đó. Có nhiều khi bây giờ mắt mờ rồi, nhìn muối ra đường, nhìn đường ra muối, phải không? Thành thử cái chuyện đó chuyện bình thường, hiểu được cái đó. Thì chúng ta phải, nếu chúng ta hiểu được bản chất của mình thì mình giữ giới nó cũng dễ lắm, không có gì khó. Rồi cái thứ nữa là mình phải có can đảm. Can đảm nhận lỗi cũng được, can đảm xin lỗi cũng được, can đảm nhìn sự thật cũng được. Có cái ông đó, ông tới, ông xin thầy cho ông một cái câu đối ăn Tết cho nó hên. Thầy làm câu đối, thầy nói ông cố chết, ông nội chết. Bên này thầy đáp lại ba chết, con chết, cháu chết. Ông nói trời ơi, con xin câu đối ăn Tết cho nó hên, thầy cho cái gì chết bột dọc vậy. Ông mới nói chết thứ tự là hạnh phúc. Hạnh phúc trên đời là chết thứ tự. Và có những cái nó ngược lại rồi sao? Ví dụ như bây giờ mình 60 tuổi bắt đầu mới có bệnh, mừng không? Có những người ta mới 30 tuổi ta đã có bệnh rồi. Rồi 60 tuổi tức là mình đã giáp một đời người rồi. Rồi mình làm sống thêm 7, thêm 10 tuổi nữa, cái ta kêu thất thập cổ lai. Tức là ai mà sống được tới 70 tuổi là xưa nay hiếm có lắm. Thất thập cổ lai hy hữu lắm, không phải dễ đâu. Mà người nào mà hơn tới 70 ta kêu gì? Ngoài sổ tử vi. Cho nên ai mà sống hơn 70 tuổi rồi khỏi lật tử vi nữa. Tử vi nó không còn đâu lật. Bây giờ còn sống được hơn 70 là cứ mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ đi chơi vậy thôi, khỏi coi tử vi. Mà có đi là hạnh phúc rồi. Đó. Mình phải có cái can đảm mình nhận ra lẽ thật vậy. Rồi cái cuối cùng là gì? Mình phải mở lòng chia sẻ. Thưa đại chúng, đạo Phật gọn trong 3 câu. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Chỉ cần tâm trong sạch là chúng ta sẽ nhận ra mọi cái sai, cái đúng của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói 5 giới nè. Không sát sanh là không làm ác, phóng sanh là làm lành, không trộm cắp là không làm ác, bố thí là làm lành, không tà hạnh là không làm ác, tu chánh hạnh là làm lành, không nói những lời chia rẽ, đâm thọc, gây gỗ, xích mích là không làm ác, nói lời chân thật, hòa giải, hiền diệu là làm lành,
không rượu chè cờ bạc bê tha là không làm ác, sống cuộc đời chân chính lành lặn là lành. Như vậy thì cái câu đừng không làm ác mà làm lành nó ở đâu? Nó ngay trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Thí dụ như cái người đó mình giận quá, mình mới vừa định chửi nó, mắng nó một cái câu gì nặng, nó thôi cái này mình nói ra từ cái tâm, cái tâm mình giữ nó mới thốt ra lời dữ, cho mình dừng lại được cái là không làm ác làm lành. Cho nên trong cái ý niệm không làm ác làm lành đó, nó không phải chỉ là một cái triết lý, mà nó là một sự sống. Đó là một sự sống. Pháp Hòa ví dụ thôi, mình biết mình ăn cái đó vô không khỏe, mình ăn chi để một lát mình hoàng hoại, tức là mình không biết thương mình rồi. Mình đã từng ăn nó rồi, hồi mình còn trẻ ăn đã đời rồi, cũng ăn quá đó, bây giờ nó mới ra nông nổi này. Thì bây giờ mình cũng phải biết thương mình chút, nhịn ăn chút đi cho nó khỏe cái thân. Mà cái thân mình mà khỏe rồi khỏi làm phiền người khác nữa. Đó. Thôi thì hôm nay cái ngày lễ, mỗi lần chúng ta gặp nhau thì chúng ta trích một đoạn kinh nào đó do Đức Phật dạy, để rồi chúng ta hướng dẫn chia sẻ với nhau trên bước đường tu tập. Pháp Hòa về đây thăm đại chúng thì Pháp Hòa cũng chia sẻ với quý vị một cái đoạn vấn đáp giữa Phật và một người đã hỏi Phật bốn điều: làm sao thành đạt trí tuệ, làm sao tìm được sự nghiệp, làm sao để tình nghĩa kháng khích, làm sao để đời này an vui. Thì quý vị thấy không, chỉ cần giữ năm giới đời này an vui, chắc chắn đời sau an vui. Vì năm giới là nền tảng để xây dựng tất cả mọi giới thể khác. Ví dụ quý thầy 250 giới cũng không ngoài năm giới này. Vì vậy mà chúng ta có cái lá cờ Phật giáo. Lá cờ Phật giáo tượng trưng cho năm giới đó. Vì lá cờ Phật giáo có năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Và năm màu đó còn tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này biết giữ năm giới thì cả một đại đồng an vui. Cho nên chúng ta có năm cái màu nhỏ kế bên, làm năm lá năm cái màu lớn rồi, xong rồi ở phía dưới phía đuôi nó có năm cái đoạn nó kết lại, đó là sự kết nối. Nếu mà chúng ta giữ được mỗi giới nghiêm túc thì chúng ta sẽ đưa tới một sự tổng hợp an vui. Mỗi cá nhân chúng ta, mỗi thành phần cá nhân chúng ta, nếu chúng ta biết làm một điều thiện gì cho đời, tức là chúng ta đóng góp vào cái đại thể. Và thưa đại chúng, tu không có khó, cái quan trọng là có trí tuệ để biết cách tu. Chứ tu không có khó, tu chỉ là chỉnh là sửa thôi. Như hồi nãy Pháp Hòa bước vào chánh điện lễ Phật, Pháp Hòa nhìn tượng đản sinh để méo. Tiểu Hòa nói cô vừa tướng cô lên cô chỉnh tượng lại. Đó. Tức là tu là gì? Chỉ cần chúng ta chỉnh lại cái là nó ngay. Ai cũng có tật, chỉ cần chúng ta chỉnh được cái tật, tức là chúng ta làm cho tình nghĩa thêm kháng khích. Muốn tình nghĩa thêm kháng khích thì chúng ta tự mỗi người nhận biết cái tật của mình để chúng ta chỉnh sửa. Chỉnh sửa được cái tật của mình thì làm người thân mình vui. Mà người thân mình vui thì tình nghĩa nó lâu. Rồi nhiều khi cái người kia bực quá, thôi tôi sống với ông này không nổi, tôi sống với bà này không nổi, cái mình đi kiếm người khác. Đâu chừng năm, hai năm sau mình kiếm mình tưởng cũng hợp. Nhưng mà cũng hợp mà hợp lon. Hợp thiết, hợp gì không biết. À, làm sao mà đi kiếm một con người mà hoàn toàn 100% được. Cho nên một bên đó thì chúng ta tập mở lòng, khoan dung, quảng đại, biết tiếp nhận. Một bên thì chúng ta tự phải chỉnh sửa với mình. Tức là bên nào cũng phải có cái sự tu tập thì hai bên nó mới thể đi tới nhau được. Đó. Bây giờ một người có cái tật không chịu sửa, một người thì thiếu lòng khoan dung khoảng đại, thì làm sao ai sống với nhau được. Cho nên bản thân mỗi người chúng ta phải tự chỉnh sửa mình. Rồi bên cạnh đó cũng tập mở lòng khoan dung để biết thương yêu chấp nhận người khác. Được như vậy thì chúng ta mới có thể làm một cái lá cờ Phật giáo phất phơi ở trên nền trời, để chúng ta đưa cái ánh đạo chúng ta lan xa được.
Và chữ đạo ở đây không phải chỉ là một cái tôn giáo đạo Phật như chúng ta thường nghĩ, mà chữ đạo ở đây chính là con đường tu tập an vui giải thoát. Cái đạo đó chúng ta muốn truyền. Chứ còn cái đạo mà do một vị giáo chủ khai sáng, đạo đó nó có ngày vị giáo chủ cũng chết rồi. Giống như mình nói đạo Phật trên thế gian này do Đức Thích Ca Mâu Ni khai sáng, vị giáo chủ đó đã viên tịch cách đây 2540 năm rồi. Bây giờ vị giáo chủ đó không còn. Vị giáo chủ đó chỉ để lại cho chúng ta những lời dạy. Đó, lời dạy đó chính là con đường đó. Anh muốn đi tới con đường giống như vị giáo chủ đó thì anh hãy đi theo con đường đó để anh đi. Đừng có dính mắc, đừng có khổ đau bởi cái bản đồ. Bản đồ ở trong máy, bản đồ ở trong giấy. Trước kia chưa có GPS, trời ơi thì cũng đi mua map, mấy cái tờ map nó bán ở trong mấy cái cây xăng đó, cả giỏ nhà để muốn đi đâu là phải. Rồi trước khi đi phải dò coi đường đi, cầm coi muốn chết luôn. Rồi bây giờ tiện quá chừng luôn, cái nào nó cũng để sẵn trong cái phone hết rồi. Cho nên cái thế giới nằm trong lòng bàn tay là đúng rồi chứ gì nữa. Nhưng mà với điều kiện anh phải có nó. Anh phải có nó và biết sử dụng nó. Cũng như vậy, giáo pháp anh đã nằm trong tay rồi. Bây giờ cái quan trọng là anh biết sử dụng giáo pháp này bằng cách nào. Chứ không phải anh cầm anh khoe nè, cả thế giới nằm trong tay tôi nha. Ai không biết nha, mà anh bấm cho tôi coi tôi mới tin. Anh muốn biết tin tức chuyện gì trên thế giới này, anh vô Google là anh bấm ra hết. Thế giới nằm trong lòng bàn tay anh. Nhưng mà anh phải biết cách bấm anh mới làm ra được. Đạo Phật, giáo pháp của Phật mình đã nắm trong tay rồi. Bây giờ chúng ta sử dụng đó bằng cách nào để chúng ta có an lạc hạnh phúc. Xin cảm ơn đại chúng và chúc đại chúng có nhiều sức khỏe. Đức Phật dạy á, mình không nên làm khổ mình. Mình không nên làm khổ người. Mình không nên làm khổ cả hai. Nhưng chúng ta cũng không nên làm khổ người mà làm vui cho mình. Và chúng ta cũng không làm mình khổ để người khác vui. Vì sao? Vì cái nào cũng còn ở trong cái phạm vi lệch lạc, thiên kiến, biên kiến. Mà chúng ta cố gắng xoay sở mọi tình huống vấn đề để làm sao nó vui vẻ cả đôi bề. Thí dụ như mình nói, mình bất cần, không cần biết người đó cái feeling, cái cảm giác họ thế nào, chỉ ưng nói cho thỏa mãn cái điều mình muốn nói. Nói theo ngoài đời á là nói cho đã miệng, mà mình không cần quan tâm đến cái feeling, cái cảm nhận của người khác, thì như vậy mình cũng không phải là người có đủ cái trí tuệ từ bi, thiếu từ bi. Còn nếu như mình chỉ làm vui cho người mà làm tổn hại mình thì thiếu trí tuệ. Mà người có đủ từ bi trí tuệ thì mình biết làm sao làm cho mình an vui mà người khác cũng an vui. Cái đó là do cái sự cố gắng của mình. Giống như á, thông thường á, mình có một cái quan niệm là đa số thắng tiểu số. Cho nên quyết định một cái gì á, mà người thiểu số không đồng ý, kệ họ, miễn số đông đồng ý là mình sẽ đi theo. Cũng không sao, cái đó cũng có thể được. Nhưng nếu tại sao chúng ta những siêu thiểu số đó không đồng ý, mặc dù việc đó chỉ là việc chung, không có liên hệ gì cá nhân họ, nhưng mà tại họ sao không đồng tình? Là bởi vì các vị đó chưa đồng cảm với những gì chúng ta quyết định. Vì vậy cho nên chúng ta nếu có thể làm sao giải quyết cho các vị đó, người ta hiểu được cái việc làm để người ta đồng cảm, đồng tình với mình, thì việc này nó sẽ vui trọn vẹn. Thí dụ như con mình nó xin đi đâu chơi, mẹ cho mà ba không cho, thì nó đi thì nó vui, mẹ thoải mái vì mẹ cho, nhưng mà một người ở nhà rất là bực. Và ba sẽ kiếm chuyện với mẹ, tại vì mẹ cho mà ba không cho. Thật nữa nếu hai vợ chồng á, mà cùng giải quyết làm sao, bàn thảo làm sao mà cho con mình đi chơi mà cả hai cùng hạnh phúc, cùng vui vẻ, thì đứa cái niềm vui của đứa con nó đi, nó không hồi hộp. Nếu nó biết ba nó cho không cho nó đi mà nó không thoải mái lắm,
nhưng mà nó đi hoặc là nó hu khe, miễn một bên cho nó đi thì nó sẽ đi, còn ông ở nhà ông bực ông cứ càm ràm đó bà coi đó, giờ này mà nó chưa về à, rồi bữa nào mà nó xây chuyện cái đó bà, vừa lòng bà chưa đó, bà tôi không cho bà cho, thí dụ vậy. Cho nên mình làm sao mà cả hai vợ chồng cùng đi đến một cái giải quyết, vì đó là đứa con của mình. Thế trong cuộc sống của chúng ta làm sao mỗi ngày chúng ta thân an mà tâm phải an. Nhiều khi thân ăn ngon mà tâm không yên, mà tâm không yên ngủ không ngon. Tâm mà không yên ngủ không có ngon. Mà đồ ăn thức ăn có ngon chỉ ăn ngon 50% hoặc 30% thôi, không có ngon trọn vẹn. Tại nhiều khi tại sao mình ăn cơm với rau luộc mà ngon vô cùng, là tại vì ăn mà có niềm vui, và miếng ăn đó nó kích thích, nó tiết ra được cái vị ngon, vị thích, nó thành ra bổ dưỡng. Còn mình ăn thức ăn rất ngon nhưng mà ăn bằng cái tâm khổ não thì cái ăn đó nó không có trọn vẹn. Thật ra trong cuộc sống này á, nếu muốn nói tới vấn đề stress á, việc gì mình cũng stress được hết. Tại vì mình quan trọng quá một vấn đề là mình căng thẳng nó ra. Còn nếu không á, mình giữ trong lòng, mình không chia sẻ với ai thì mình sẽ bị depressed, trầm cảm. Có hai trạng thái, một là căng thẳng, hai là trầm tạp, trầm cảm. Căng thẳng á là việc gì mình cũng coi trọng, bắt đầu nhìn cái gương mặt mình nó rất là căng thẳng. Vì mình không có thoải mái, mình không có loose, mình không có nhẹ nhàng trong mọi vấn đề. Cho nên nếu mình nhẹ nhàng được trong mọi việc á, và mình thấy việc gì cũng có cách giải quyết, và việc gì cũng sẽ giải quyết, và việc gì cũng sẽ qua. Nhờ mình thấy như vậy, mình quán như vậy, cho nên mọi việc mình sẽ coi nó nhẹ lại. Hôm mà thứ hai vừa rồi, Pháp Hòa có nói một buổi nói chuyện ở tại New Orleans. Và cái bài đó có cái tên là Vượt Khó Vươn Lên. Thì trong đó Pháp Hòa có chia sẻ là mình đừng có quan trọng quá bất cứ việc gì. Bây giờ quan trọng cỡ nào đi nữa rồi á, nó cũng hết giờ là nó tan à. Bây giờ quý vị thấy một cái ông đó là ông làm lớn thiệt là lớn, như là ông tổng thống. Nhưng mà rồi hết 4 năm, một nhiệm kỳ có thể ông rớt. Mà ông may mắn lắm là hai nhiệm kỳ ông cũng xong. Rồi ông dọn trong thời gian 8 năm ông tại vị đó, ông ở trong cái tòa nhà Bạch Ốc đó. Hết 8 năm rồi, có muốn bầu nữa cũng không được, tại vì luật Mỹ có hai nhiệm kỳ thôi. Rồi ổng cũng phải dọn ra khỏi chỗ đó và người khác vào ở. Cuộc đời này nó chỉ có vậy thôi. Người nào mà tại vị thì ngồi đó, hết thì người khác ngồi. Giống như giờ phút này, trong hội chúng đây, Pháp Hòa là người quan trọng nhất. Xin lỗi nói tạm nha. Ngồi đây nè. Rồi nhưng mà nếu mà ngày mai Pháp Hòa không còn ở đây á, quý vị cũng chẳng còn đây, chủ nhà khỏi cần giành ngồi, trống trơn muốn ngồi nhiêu đó ngồi. Pháp Hòa ví dụ cho cái chỗ này coi nó vậy chứ nó cũng gì hết trơn á, chẳng qua giờ nó trong một khung cảnh như thế này thì mình thấy nó là cái chỗ quan trọng, chứ tối nay tháo màn xuống hết nó trở về bình thường là không có gì quan trọng hết. Tất cả chỉ là do duyên sinh rồi dựng lên vậy thôi. Hết duyên rồi mọi thứ được tháo xuống. Mình phải có một cái nhìn đơn giản như vậy để cuộc sống của mình bắt đầu nó lỏng ra, nó nhẹ ra. Đừng có căng thẳng quá, đừng mỗi một cái việc gì rồi chúng ta tự làm mình khó chịu. Nhất là những cái việc lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày. Mà có những cái việc nó rất là đơn giản mà tự nhiên căng thẳng lên rồi có chuyện trong gia đình. Mà hoàn toàn chuyện nó không có gì quan trọng. Cho nên đó là cái mà chúng ta nên thực tập. Phật giáo á, không phải là chúng ta chỉ đến này chúng ta quy y trở thành một Phật tử, một tín đồ. Không phải vậy.
Mà cái quan trọng nhất là chúng ta học được những gì Phật dạy để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. Và cái quan trọng nhất của một người đệ tử Phật là chúng ta tiếp thu được lời Phật, chuyển hóa được những khó khăn trong cuộc sống của mình. Cái điều đó mới là điều quan trọng nhất mà đạo Phật cần ở nơi một Phật tử, một tín đồ. Một tín đồ không phải chỉ thờ Phật, hay thậm chí là tụng kinh, ăn chay, làm những hình thức đó, đúng, không sao hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất là vị tín đồ đó có thân cận người hiền, thân cận những người hiền, gần gũi những người lành, và chuyển hóa được mọi cái điều khổ đau trong cuộc sống. Cái đó là quan trọng. Cho nên ở trong này có một câu hỏi: một vị tu hành đắc quả có thể gánh nghiệp giùm cho chúng sanh được không? Gánh được không? Không sao gánh được. Không thể gánh được. Có thể giúp mình nhận diện khổ đau, phương pháp chuyển hóa khổ đau, nhưng không gánh được. Ví dụ như người đó bệnh, mình không uống thuốc giùm họ được. Mình có thể nói cho họ phương thuốc, nói cho họ cách uống thuốc, và quan trọng là chính người đó phải uống thuốc. Chứ còn không thể nào chúng ta uống thuốc giùm mà người đó hết. Chúng ta không thể ăn giùm ai được, mà chúng ta chỉ có thể chỉ người đó cách ăn, làm cho người đó ăn, nhưng mà bản thân họ phải tự đưa thức ăn vào miệng và nhai nuốt thì họ mới cảm nhận được hương vị thức ăn. Cho nên nếu mà cứu được thì ngày xưa Đức Phật Thích Ca đã cứu giúp hoàng tộc của ngài rồi. Quý vị nhớ không? Ngài 3 lần ngăn cản vua Tỳ Lưu Ly tàn sát gia đình Thích Ca. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật quán thấy không còn đủ khả năng để cản trở nữa. Thì cuối cùng vua Tỳ Lưu Ly mang quân qua sang thành Ca Tỳ La Vệ tiêu diệt dòng tộc Thích Ca. Tại vì sao? Tại cái oán thù, cái nghiệp duyên giữa vua Tỳ Lưu Ly và dòng họ Thích Ca quá sâu nặng. Bởi vì vua Tỳ Lưu Ly là mẹ của ông, là một người trong cái giai cấp thấp kém trong xã hội Ấn Độ. Mà Ấn Độ á, nó có 4 giai cấp. Tu sĩ là chơi với tu sĩ, quan liêu chơi với quan liêu, dân nhà giàu chơi với dân nhà giàu, còn những người cùng đinh nghèo khốn là chơi với nhau, chứ không được lân la làm quen với người giàu. Thậm chí những vật vua chúa mà ngước lên nhìn cũng có thể mang tội. Vì vậy mà vua đã cưới bà mẹ của vua Tỳ Lưu Ly, là một bà thấp kém trong xã hội. Cho nên sanh vua Tỳ Lưu Ly ra thì ông là 50% là máu của một người gọi là thấp kém rồi. Cho nên cả dòng tộc vua chúa khi dễ ông. Thậm chí mỗi lần ông xuất hiện ông chơi thì nguyên một đám con mà chính gốc dòng tộc đế vương súng lại cười ông: mẹ mày là một người đàn bà trong giai cái cấp thấp hèn. Cho nên ông ôm hận, ông quyết định rằng ngày nào ông lên được làm vua thì ông sẽ tiêu diệt cái dòng họ mà đã từng khinh khi ông. Cho nên Đức Phật thấy được cái nghiệp lực đó mà 3 lần vua Tỳ Lưu Ly mang lính sang tiêu diệt dòng họ Thích Ca, Đức Phật đều cản trở nhưng không được. Thậm chí trong kinh còn kể một cái đoạn mà để giải thích cái chỗ là nghiệp lực của mỗi người, chúng ta không thể làm gì được. Trong kinh nói: ngài Mục Kiền Liên vì thương dòng họ Thích Ca cho nên ngài đã vận thần thông
đem những người đó để trong bình bát, giấu, đem lên cõi trời cất, tới hồi chiến tranh xong rồi đem xuống đổ ra là một vũng máu. Cái đó là một câu chuyện để muốn nói rằng khi nghiệp lực tới thì nghiệp của người nào người đó phải trả. Mình có giấu họ ở đâu cũng vậy thôi. Phong Hòa ví dụ như bây giờ một cái người đó họ phạm pháp, giết người cướp của đi, mình thương họ quá, mình đem vô trong nhà mình giấu. Quý vị nghĩ rằng cảnh sát Mỹ tìm ra không? Trước sau cũng điều tra ra. Mình giấu họ ở đâu cũng cần biết. Đó, mình nói ví dụ vậy đó. Ngài Mục Kiền Liên á, thần thông như vậy đó mà vẫn chết vì ngoại đạo đánh ngài. Vì sao? Vì sao mà cho dù không ai đánh ngài chết, thần thông số 1, nhưng thủy chung cuộc đời này thì ai cũng sẽ chết. Vì chết là một cái vấn đề nó sẽ xảy ra cho tất cả chúng ta, dù giàu có sang trọng đến cỡ nào. Cho nên không ai có thể gọi là gánh giùm nghiệp cho ai được. Lúc này có một câu mà Pháp Hòa thấy là nó liên hệ như nãy Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy đó. Trong mùa lễ với bao nhiêu tiệc tùng quà cáp hội họp, làm sao để mình nhớ tìm true happiness từ bên trong? Thưa đại chúng á, cái này là ăn thua mình. Mình đi tiệc tùng và mình vẫn thấy biết rằng đây là gì? Đây là mình tùy thuận cái duyên của đời. Vì chúng ta còn sống trong đời, những dịp lễ chúng ta không thể từ chối những bữa tiệc. Nhưng mà mình đi mà mình biết rằng mình chỉ gì? Mình chỉ hội nhập, hay là mình nói là mình hòa nhập, nhưng mình không có hòa tan. Mình tới một bữa tiệc tham dự để cho có cái thân tình trong cuộc sống, vì mình chưa phải là người xuất thế. Nếu mình là người xuất gia rồi đó, mình xuất thế gian rồi, mình từ chối bữa tiệc người ta không trách mình. Nhưng mà mình chưa phải là người xuất thế, mà tiệc mình mời mình muốn người ta tới, mà tiệc người khác mời mình không tới, thì tự nhiên người ta thấy mình hơi kỳ. Mà bây giờ mình tới, mình có thể mình hội nhập, mình vui vẻ, nhưng có những cái mình không cần phải hòa tan. Thí dụ người ta nhậu mình không cần nhậu, tới tham dự bữa tiệc, ăn miếng bánh trái, nói chung ăn thức ăn, uống miếng nước ngọt, vậy là mình ngồi chơi là đủ rồi, không cần phải nhậu. Và thậm chí người ta bày ra những cái cuộc gọi là cuộc vui của những cái buổi gây xong, mình không cần phải như thế, mới gọi là mình hội nhập. Cho quý vị thấy các Bồ Tát không? Các ngài vẫn đi vào trong nhập thế với chúng sanh, nhưng các ngài vẫn bình an. Và quý vị thấy trong cuộc đời này có những vị Bồ Tát mà người ta làm việc cho thế gian nhưng ta không bị lôi cuốn. Cho trong Bát Đại Nhân Giác nói, các người xuất gia là người sống trong trần tục nhưng không nhiễm theo cái vui của phàm tục. Đó, quý vị hôm nay, quý vị về đây, quý vị mang thức ăn, quý vị ăn uống, cười, vui, nói. Nhưng mà có những cái Pháp Hòa xã hội nhập, nhưng mà có những cái Pháp Hòa không thể. Ví dụ như ăn xong rảnh mà chưa tới giờ nghe pháp thoại, quý vị có thể kéo nhau góc nói chuyện chuyện này, chuyện kia, chuyện anh chị gì đó. Nhưng mà mình Pháp Hòa không thể hội nhập cái đó. Vì có những, mặc dù trong một cái phạm vi Phật tử hết, nhưng có những cái cuộc nói chuyện Pháp Hòa không cần có mặt. Thì á, cái này là do mình true happiness, tức là niềm vui chân thật. Niềm vui chân thật của mình là gì? Biết hết tất cả các pháp mà không bị các pháp này nó làm cho mình bị ảnh hưởng. Thưa đại chúng á, hôm rồi Pháp Hòa có nói về bốn cái điều không sợ hãi của Bồ Tát. Thì trong đó có một cái mà Bồ Tát không có sợ là gì? Biết nghĩa, biết pháp. Vì vậy cho nên có thể linh động thuyết pháp mà không sợ. Vì sao?
Vì cái mình biết hết các pháp đó, cho nên mình nhập, mình nói các pháp đó, mình thấy các pháp đó, thậm chí mình đi vào trong các pháp đó mà mình không có chút sợ sệt bị nó ảnh hưởng gì hết. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy. Ví dụ bây giờ mình ăn chay trường rồi, mình ăn chay trường rồi, mình thuần thục chuyện ăn chay trường rồi, mình có cần phải từ chối, mình có cần phải đẩy những người ăn mặn ra chỗ khác ngồi không? Không cần. Các vị cứ ăn uống bình thường. Tôi không có bắt quý vị ăn, tại vì các vị đâu, quý vị không có phát nguyện chay trường. Tôi ăn chay trường thì tôi ăn, tôi vẫn ngồi với quý vị cứ ăn bình thường và tôi cũng cứ ăn bình thường. Tôi không có một chút sợ gì hết. Sợ gì biết không? Sợ thèm. Ví dụ như mình ngồi mình thấy người ta lột rồi người ta chấm rồi có bộ ngon quá, mình vừa ăn tàu hũ mà nuốt ừng ực, thậm chí còn nói cha nó ngon quá, đâu đâu ngửi một cái còn đó. Mình vẫn ngồi với các vị đó mà mình không có bị xao xuyến gì hết. Cái đó gọi là gì? Biết nghĩa, biết pháp mà không sợ hãi. Cái đó là một trong những cái vô úy của Bồ Tát. Cái chữ vô úy không có nghĩa là mình anh hùng, mình anh chị bự, mình hùng lực, mình lấn lướt ai. Và vì trong nội tâm mình có đầy đủ năng lực. Rồi, bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ như những vị nào mà không hút thuốc. Quý vị có ngồi gần các vị hút thuốc, quý vị cũng không sanh tâm thèm. Mà thậm chí còn thấy nó làm sao? Hôi nữa. Nhưng mà mình không thể, xin lỗi, bất lịch sự đến mức độ là đẩy người ta ra, đuổi người ta đi. Ngồi đó nói chuyện bình thường, nhưng mà mình không có bị người ta lôi cuốn. Hay là thậm chí ta có mời mình một điếu thuốc, tôi đâu có hút thuốc, anh cứ tự nhiên. Thí dụ vậy. Cho nên không phải chỉ một cái lễ, mà trong cuộc sống này quý vị thấy nhiều lễ lắm. Đừng có nói chi mà ở ngoài đời. Trong đạo có lễ không? Có. Phật Đản, Vu Lan, lễ này lễ kia cũng tổ chức vậy. Ngoài cái chuyện gọi là tổ chức hành lễ ăn chay, bây giờ các chùa còn có màn văn nghệ nữa. Đâu? Rồi hát, rồi có nhiều ca sĩ lên, không có biết nhạc đạo bao nhiêu thì bắt đầu hát lây qua nhạc đời. Nhưng mà người ta cũng cố gắng, người ta hát những bản nhạc quê hương. Phải không? Những bản nhạc quê hương còn tệ chút nữa thì những bản nhạc tình hơi êm êm thôi, chứ đâu có ai vô chùa mà hát nhạc rock. Thành thử ra trong cuộc sống thì chúng ta không thể tránh. Nhưng mà có điều là chúng ta tự tâm chúng ta biết. Pháp Hòa thưa đại chúng nè, bây giờ Pháp Hòa đi giảng vậy đó, thì có những lúc Pháp Hòa phải đi tới ở những cái phi trường, hay thậm chí ngồi ở phi trường mà có những cái cảnh mà nó không hợp với mình nữa. Nhưng mà giờ chạy đi đâu? Pháp Hòa xin lỗi đại chúng, nhiều khi một nam một nữ nó cứ ngồi vòng vòng đâu đó, nó cứ ôm ấp rồi mình sao? Thì mình tìm chỗ nào mình ngồi lánh được mình lánh, không được thì chịu. Thậm chí ngồi trên một cái băng ghế, ba người, mình ngồi ở bên trong, hai đứa nó ngồi ngoài. Đó, Pháp Hòa ví dụ vậy thì đại chúng sẽ hiểu được cái cuộc sống mình có những cái. Cái vấn đề không phải là chúng ta chạy đi đâu, mà chúng ta phải thấy được các pháp. Nó không phải thuộc cái pháp mình thì giờ nó cũng bình thường thôi. Chứ không phải mà thấy người ta vậy nó trời ơi, nhìn ta chảy gì nước miếng, nhìn mình chảy nước mắt. Không có chuyện đó. Bình thường, nếu không phải mình không khởi cái pháp đó, không khởi cái tâm đó, thì cái pháp nào xung quanh mình cũng là chuyện bình thường. Nên thưa đại chúng là ở thế gian thì chúng ta không thể tránh được những cái việc đó. À, đây là câu hỏi của bạn con. Kính xin thầy Quang Hỷ giảng giải. Bạn con đã quy y với một vị thầy sau đó đã hoàn tục. Vậy bạn con muốn quy y lại, bạn con có phạm luật không? Câu hỏi thứ hai, nếu con vừa tranh thủ nghe pháp thoại, vừa lái xe và thậm chí vừa làm việc vừa nghe pháp, con thấy là chưa trang nghiêm, nhưng con chỉ có thời gian như vậy, vậy có sao không ạ?
Phật tử vừa nghe pháp, vừa lái xe, vừa làm việc, không biết có sao không. Hôm nay nghe cũng không sao là không sao rồi. Chỉ có điều đừng có nghe pháp rồi mê ly cười hay cái gì đó, rồi quên cái nhìn cái đồng hồ overspeed á, phải không? Rồi bị tiết kịch hay là gây tai nạn, rồi nói là trời tại nghe pháp. Quý vị đừng có sợ cái vấn đề nghe pháp không trang nghiêm, nhưng mà chỉ có như thế này: nếu như mình nghe pháp mà mình ngồi ngay ngắn, thì cái lời pháp đó mình nghe 10 nhớ 10, hiểu 10. Còn mình vừa nghe vừa làm việc, vừa nói chuyện, vừa lái xe, thậm chí vân vân cũng không sao. Có thể cái khả năng tiếp nhận nó không trọn vẹn thôi, chứ nó không có gì tội hết. Khi nào mình ở trước, mình nghe một buổi pháp thoại sống như bây giờ, thì mình cần giữ sự trang nghiêm, không phải cho vị giảng sư là một phần, mà mình tôn trọng đại chúng. Mình không muốn làm ồn, mình không muốn làm phiền những người người ta thật tâm muốn lắng nghe. Cho nên trong khi mình nghe pháp á, để cho đạo tràng trang nghiêm, mình tắt phone nè, giảm sự đi lại nè, hoặc là mình tránh những cái tiếng làm ồn, để mình tôn trọng tất cả thính chúng đang ngồi chung nghe với mình. Và đồng thời vị nói cũng không bị phân tâm khi phải gặp những cái việc nhìn xuống, thấy những cái khó khăn, những cái điều mà có thể làm họ bị phân tâm. Còn cái chuyện mình đã là một băng giảng thì quý vị tìm phương tiện, vì trong phương tiện, trong muôn ngàn thứ phương tiện, phải không? Nghe pháp trong dĩa là một phương tiện rồi. Rồi bây giờ phương tiện nữa là tùy mỗi hoàn cảnh chúng ta mà chúng ta nghe pháp. Trong khi nấu ăn, trong khi dọn dẹp, trong khi lái xe, được hết. Nhưng mà nhớ là phải chánh niệm. Nghe là nghe mà mắt phải lái, mắt phải nhìn, chứ không thể nghe pháp mà rồi chúng ta quên cái tốc độ lái xe, hay là thậm chí quên là mình đang lái xe và có thể gây tai nạn. Cho nên cái chánh niệm đòi hỏi ở nơi mình là việc đó thôi. Còn cái vấn đề mà mình đã quy y với một vị thầy, sau này mình muốn quy lại có được không? Chữ được ở đây đó, nó không có nghĩa là tại thầy này như vậy mà mình quy lại, không phải. Vì khi mình quy y tăng là không phải quy y riêng với vị đó, mà chữ tăng này là chư tăng trong 10 phương. Còn cái vị thầy mà làm lễ cho mình đó, là đại diện cho chư tăng, chứ không phải là người đó là người duy nhất mình quy y. Quy y tăng là 10 phương chư tăng. Sư tăng, vị tăng nào là người Thái, người Đức, người Miên, người Lào đều là chư tăng mình quy hết, chứ không phải là một vị đó. Giống như ví dụ hôm nay Pháp Hòa quy cho quý vị, quý vị cũng không nên nghĩ rằng tôi chỉ biết có một thầy Pháp Hòa vì thầy đó quy cho tôi. Không nên nghĩ như vậy. Mà mình phải biết rằng chư tăng trong 10 phương nào, nếu vị nào có sự tu hành thì đều là những bậc thầy mà chúng ta kính trọng, cung kính. Còn cái chữ lại ở đây Pháp Hòa muốn nói đó, là vì khi thầy mình không còn, có 2 trường hợp đã qua đời hoặc không còn tu, thì chúng ta tìm một vị thầy khác để mình nương tựa tinh thần. Chúng ta gọi là y chỉ, để chúng ta có một vị thầy để chúng ta nương tựa sự tu tập, hỏi đạo. Chứ không có nghĩa là khinh xuất vị kia mà chúng ta bỏ họ, không có cái nghĩa đó. Thậm chí bây giờ thầy đó vẫn còn tu, nhưng mà tu cái hình tướng, chứ còn mình biết đời sống thầy đó không phải là người tu, thí dụ vậy đi, cũng không có lý do gì mình không quy, mình quy lại hết á. Nhưng mà quy lại ở đây Pháp Hòa nói chữ lại chỉ có nghĩa là chúng ta thấy rằng thầy này mình không có thể nương tựa được, mình có thể mình nương vào một vị khác để hướng dẫn cho mình tu tập. Vì sự tu tập chứ không khinh xuất vị nào mà chúng ta bỏ ai. Hai cái tâm niệm nó khác. Nếu mà vị thầy kia không phải là hoàng tục mà qua đời,
thì trên cái phương tu, pháp tu, phương tiện tu, chúng ta vẫn có thể nương một vị thầy khác, như gọi là y chỉ. Thường thường các thầy lơ, các thầy đi xuất gia đó, một thầy bổn sư mà có hai ba vị thầy mình y chỉ. Ví dụ như thầy bổn, có một thầy trẻ đó đi qua nước ngoài, giờ sư phụ bổn sư mình ở trong nước, ra nước ngoài mình ở ngay cái vùng đó có những bậc tôn đức, thôi mình về mình cầu pháp y chỉ vị đó để nương vào cái oai đức của vị đó để mình tu tập ở trong cái vùng này được chứ có sao đâu. Ví dụ một thầy trẻ đó ở vùng Orange County có những hòa thượng mà các vị đó có thể nương tựa được, xin y chỉ tu tập được hết, không có gì trở ngại cả. Nhưng mà quý vị nhớ là mình quy y lại, không mang một tâm niệm khinh thường bất cứ một vị xuất gia nào khác, chỉ vì chúng ta thấy rằng hoàn cảnh của mình muốn nương tựa một vị thầy để chúng ta có được vững vàng trên sự tu tập của mình, vậy là đủ rồi. Dù vị kia có làm lỗi cũng không mang tâm khinh xuất, vì mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người mỗi cái khó khăn khác nhau. Vị kia không còn đủ cái phước để mà đi trên đường tu tập nữa, thậm chí mình còn cảm thông, mình thương chứ mình không có khinh thường. Thật sự ra ai cũng muốn tốt hết, nhưng mà mỗi người mỗi nghiệp. Cũng giống như chúng ta đều muốn sự hạnh phúc đến cho mình, nhưng đâu có nghĩa là mình hạnh phúc. Hoặc là nhiều khi mình thấy mình thương cái người đó, mình nhận người đó làm chồng làm vợ, nhưng mà đâu có nghĩa người đó có thể làm hạnh phúc cho mình đâu. Có nhiều khi người đó lại là cái người làm mình khổ đau nhất trong cuộc đời này nữa là khác. Cho nên quý vị không có tội trong vấn đề này, nhưng mà nhớ là khởi cái tâm niệm thiện lành là nương vào một vị thầy để mình tiến tu, chớ không vì khinh thường ai. Thì mang được cái tâm niệm đó thì mình có quy lại không có lỗi. Thưa thầy, cả gia đình nhiều đời đều theo đạo Phật, nhưng bây giờ hai đứa con gái của con có nguy cơ sẽ theo đạo khác. Có lẽ vì con không biết Anh ngữ nên các cháu không hiểu về đạo Phật nhiều. Mặc dù các cháu đã đi dự được đi dự vài khóa tu, có lẽ vì còn nhỏ yêu mù quáng nên dễ bị đạo khác thu phục. Xin thầy hướng dẫn cách nào. Thưa đại chúng, Pháp Hòa hiểu được cái tâm trạng của cha mẹ khi thấy con mình hay là người thân của mình, mà không phải chỉ riêng mình, mà có thể thí dụ một người khác đi, một người khác đạo đi, và tự nhiên con cái họ hướng về Phật, trường hợp nó cũng có thể nó đi ngược lại, chứ không phải ai người ta cũng bỏ Phật người ta theo đạo khác. Cũng có những người người ta bỏ đạo khác theo đạo Phật. Nhưng mà thường thường á, mình có một cái vui, mình có hai đứa con, đứa con gái đứa con trai. Em mình dặn thằng con trai á, mày là con trai nghe không, không có để vợ mày nắm quyền nghe không, mày phải nắm chủ chốt nghe. Kè bắt đứa con trai phải làm chủ tình hình. Nhưng mà có đứa con gái về nói, con là con gái xứ này nghe, không có để cho đàn ông trai nó làm chủ nha, lấy đi first nha. Mình khôn quá trời luôn. Rốt cuộc hai đứa con mình, đứa con gái đứa con trai, đứa nào mình cũng muốn nó nắm quyền hết trơn. Thì cũng như vậy, mình cứ muốn người khác theo mình, mà hễ mà mình thì không muốn đi theo người khác. Đây là Pháp Hòa nói cái ví dụ cho vui thôi. Nhờ đây như thế này là để cho các vị nhẹ nhàng. Thôi thì bây giờ mình thấy mỗi người mỗi cái duyên. Chỉ cần á, con mình á, nó sống với ba điều: nó biết bỏ ác, làm lành, sống cuộc đời lương thiện. Có thể nó không phải là đạo Phật, nhưng trong cuộc sống nó biết được những cái điều sai quấy nó lánh, cái gì tốt lành nó làm, thì mình cũng vui rồi. Bởi vì có nhiều khi nó vẫn có cái nhãn Phật đó, nhưng mà đời sống nó không lành mạnh, nó làm những điều không có đúng, nó làm những điều thiếu sự suy nghĩ, thì có phải mình khổ không? Khổ giống nhau. Giờ mình biết rằng đứa nào có đạo là đứa đó có đức,
Không, đạo đạo sẽ giúp cho mình sống lành thiện, có đường đi thì có cái đức. Cho nên thôi quý vị đừng có buồn. Thì nếu mà con mình có duyên với đạo nào đó mà mình biết rằng đạo này cũng không có phải là cái gì tà ma sai quấy, chỉ có điều là không cùng một cái suy nghĩ, cái đức tin với mình thôi, chứ người ta cũng có thể dạy cái điều căn bản là bỏ ác làm lành. Chứ còn bây giờ nếu quý vị càng chống thì tình nghĩa mẹ con càng xa cách, rồi nó không thấy được cái tâm cởi mở của mình. Nhưng Pháp Hòa vẫn hiểu và cảm thông những gì quý vị đang suy nghĩ. Như hồi nãy Pháp Hòa nói, nếu mà bây giờ quý vị stress là căng thẳng thì tình nghĩa mẹ con mất. Không nói ra thì ôm ấp trầm cảm, mà con nó cũng vô tư nó đi. Phải không? Thôi thì bây giờ mình nhẹ nhàng trước mọi việc thôi. Miễn sao con sống hạnh phúc, con có được cái đường đi đừng sai lầm. Và mình cũng nói một câu nữa, nếu mà mình biết hướng dẫn con, mỗi khi nó trở về thăm mình dạy cái đạo đức mà không hề dính dáng tới chữ Phật. Thưa đại chúng, đạo Phật đâu phải là một tôn giáo để mình theo một đức tin đâu. Như nãy Pháp Hòa thưa đó, là một cách sống. Mà cách sống của đạo Phật là sống làm sao? Sống đừng hại mình, hại người, hại cả hai. Nếu con mình có được một cái cách suy nghĩ và cách quán chuyển, cách tu tập đó, mình mừng rồi. Còn cái chuyện mà mình khéo léo làm sao con mình vẫn giữ được cội nguồn tổ tiên ông bà đó, cái đó quan trọng. Có nhiều khi có những đức tin người ta không cho điều đó, thì mình làm sao con cái mình có đủ cái đức tin trong cái việc gọi là con cái biết hướng về cội nguồn ông bà tổ tiên. Thí dụ con theo ai cũng được, nhưng mà con không thể quên cội nguồn ông bà. Hằng ngày hằng năm gì đó, ngày giỗ ông bà con phải về cúng, con về cúng cái giỗ. Không phải ông bà nào về đợi mình cho ăn cái ngày đó, nhưng chính ngày đó là ngày con nhớ ông, nhớ bà, nhớ nguồn, nhớ cội. Người sống mà không có cội nguồn thì khác nào cây không có rễ, mà cây không có rễ thì cây sẽ chết. Người không tổ tiên thì giống như người không nguồn cội, mà không cội nguồn thì người đó đâu còn đạo gì để nữa nói nữa đâu. Đạo căn bản nhất là đạo làm người, mà không có thì đạo gì nữa giờ. Quan trọng là mình nói cái đó, còn không phải cái hình dáng họ theo ai, phải không? Cho nên thưa đại chúng, thôi thì các vị nên nhẹ nhàng để mình không bị rơi vào hai trường hợp căng thẳng với con hay là buồn phiền cái chuyện này. Mà nếu nó quan tâm chuyện này thì nó không làm mình buồn, mà nó đã không bận lòng nó mới làm. Mà mình không khéo léo uyển chuyển thì tự mình cắt đứt cái mối quan hệ mẹ con. Mà mình bây giờ mình nó buông nhưng mình đâu thể thả, phải không? Mình làm sao mình vẫn giữ lại, mà cái cốt lõi là gì? Đừng quên cội, quên nguồn. Mà cội nguồn chính là nguồn gốc tổ tiên ông bà. Mà ngày nào nó còn giữ được đạo ông bà, ngày đó đã nó không mất đạo Phật. Bất quá nó đổi cái hình tế, cái tên gọi thôi, nhưng mà trong thâm tâm nó vẫn không mất Phật. Vì đạo Phật cội nguồn là chúng ta, trước hết là chúng ta phải có được cái nguồn gốc ông bà tổ tiên. Cho có nhiều vị nói tôi không phải đạo Phật, tôi đạo ông bà. Thưa đại chúng, đạo ông bà là đạo Phật chứ đạo gì nữa. Vì đạo Phật đâu có dạy mình rời khỏi, rồi rời xa cội nguồn đó. Đâu có ai nói quy y Phật rồi không được thờ cúng ông bà, không có nói điều đó. Mà đạo Phật còn nói tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Người nào còn giữ được đạo hiếu, tâm hiếu là người đó đạo Phật. Cho nên mình vẫn cho con mình đạo Phật mà với một cái tên khác thôi, chứ không phải gì hết á. Cũng giống như có nhiều đứa nó không thích ăn chay, nhưng mà nó nghe chữ chay là nó thấy cái gì đó rất là dở. Nhưng mà có nhiều bữa mình nấu chay mình không nói gì hết, nó vẫn ăn ngon lành, nó nói trời này sao ngon quá. Tại vì mình nói cái tên nó ra cái nó dị ứng, vì nó nghĩ ăn chay là cái gì rất là dở.
Nhưng mà thiệt sự có những bữa quý vị nấu bún riêu ngon, nó ăn mà nó không hề biết riêu đó là riêu chay, có phải không? Hay là do mình thôi, vì mình đặt để là phải gọi cái tên này thì mình mới vui. Nhưng mà thật sự ra cái quan trọng là nó nắm được cái cốt lõi, còn cái tên gọi chỉ là bình thường. Có những người người ta được mệnh danh là đạo Phật, nhưng đời sống họ không một chút gì Phật hết. Nhưng có những người họ không đặt để họ là đạo Phật, nhưng đời sống họ rất Phật. Đời sống rất Phật. Thì quý vị thấy có nhiều khi mình là Phật tử, mình đối xử nhau rất tệ. Mình sống bằng những cái tâm niệm hơn thua từng chút, mặc dù mình vẫn đi làm công quả. Mình vẫn nhan nhản những cái hình tướng, mặc áo tràng, mặc đồ vạt hò, nhưng mà đời sống mình còn dở lắm, tâm niệm mình còn rất dở. Thật quý vị để ý cái chỗ đó. Và quý vị sẽ thấy rằng đạo Phật không phải là đặt cho mình một cái hình tướng nào. Quý vị thấy có nhiều lúc á, chỗ nào không có Phật, không có tượng Phật, mình nhìn cái bồ đề, mình lễ cái bồ đề vẫn gọi là lễ Phật. Chỗ đó không có Phật, không có tượng Phật, quý vị nhìn cái hoa sen, nhìn cái bánh xe 8 cây câm của Bát Chánh Đạo, hay là 12 cây câm tượng trưng cho thập nhị nhân 18 chuyển pháp luân đó, tứ diệu đế ba lần chuyển 12 câm đó, quý vị đảnh lễ cái bánh xe pháp luân đó cũng tương đồng mình đảnh lễ Phật. Có những lúc đó, chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh là không có hình Phật, có cuốn kinh trong người thôi, để cuốn kinh đó lên đảnh lễ cuốn kinh đó vẫn là đảnh lễ Phật, chứ không phải có tượng Phật mới kêu là tượng Phật hay là đạo Phật. Có nhiều khi mình ở trong mỗi cái chỗ hoàn cảnh mình tụng kinh mà không có được dựng tượng Phật. Đây, như sau câu hỏi sắp tới đây nè: nếu chồng con không muốn con học đạo Phật, không để tượng Phật, không cho đi lễ Phật, vậy thưa thầy dạy con làm thế nào đây? Không lẽ dạy thì dạy đi gây lộn với ổng không? Thành thử đây, cái này là cái vấn đề là chúng ta đừng có khó, đừng có khổ, đừng có phiền não khi chúng ta không đủ hoàn cảnh để chúng ta nhìn tượng Phật, đọc kinh Phật, hãy đi đến những ngôi chùa Phật. Tâm mình an tịnh là một ngôi chùa hay nhất. Nhiều khi thân mình đi chùa mà tâm chẳng có chùa. Hình thức mình làm công quả, làm Phật sự, nhưng tâm mình mang toàn là ma sự. Vì sao? Vì mình không làm bằng cái tâm thanh tịnh của mình. Cho nên thưa đại chúng là trường hợp này rất là tội. Nhưng thôi thì quý vị uyển chuyển linh động. Trường hợp này lúc này là quả thật đúng lúc là Phật tại tâm nè, chùa tại lòng nè. Bây giờ không cho thờ Phật. Bây giờ mình trương cái tượng Phật lên để ổng chửi với cả ngày thôi, để làm chi? Đạo Phật cũng không phải cái hình tướng đó. Dĩ nhiên mình khuyến khích, nhưng nếu ở một hoàn cảnh như cô đây thì trường hợp này lúc này phải biết rằng chúng ta quả thật tâm Phật là gì, chùa tại lòng là sao. Nghe câu chuyện này xong rồi, quý vị nào còn có hoàn cảnh như là đi chùa lễ Phật tụng kinh thì mình biết là mình có phước lắm. Mình có phước lắm, mình mới được thoải mái đi chùa, thoải mái tụng kinh lễ Phật. Đó, như một người bạn đạo của mình đấy. Muốn làm mà không được. Không phải vị này đạo khác, nhưng mà không có niềm tin. Cho nên mình sống trong một cái hoàn cảnh mà người thân của mình còn hộ trì cho mình một phần nào đó là mình thấy phước dữ lắm. Mà đôi khi mình không có nhận ra những cái phước đó. Mình cứ chạy rong chạy rủi mình tìm gì đâu á, nhưng mà thật sự phước nằm ngay dưới chân mình và trong lòng bàn tay của mình. Quý vị thấy có những cái nhiều khi mình ăn còn biết ngon mà cứ chê lên chê xuống, đến lúc nào bệnh muốn ăn mà ăn không nổi rồi giờ chê cái gì. Trên lúc nào còn khỏe ăn được đừng có chê khen, mặn thì thêm miếng nước vắt tí chanh, lạc thì thêm miếng muối,
không có gì mà phải phiền não cả. Đến lúc mà mình muốn ăn đó, nấu thật vừa miệng mình, mà thậm chí nấu lạc như ý mình nuốt cũng không nổi, nấu mặn như ý mình nuốt cũng không trôi, vì lúc đó không còn đủ năng lực sức khỏe để ăn uống gì nữa hết. Mất phước rồi. Thưa đại chúng là chính mình biết quán chiếu như vậy đó. Cho nên cuộc sống này việc gì đến với mình cũng thấy mình có phước hết đó. Thế nè, người ta học không đến nơi đến chốn, mình học đến nơi đến chốn. Hay thậm chí gia đình không hạnh phúc, mình hạnh phúc, con cái mình nên người. Cứ nhìn những cái chúng ta đang có rồi mình sẽ biết rằng mình hạnh phúc vô cùng, chứ có cái gì mà mình phải căng thẳng. Pháp Hòa ví dụ nè, Pháp Hòa qua đây và thấy quý vị có phước ở xứ ấm, ăn đồ tươi. Còn chỗ em thì lạnh 6 tháng, ăn toàn là đồ đông đá. Mà thậm chí mà tươi, mà thức ăn mà có tươi đi nữa cũng không tươi mà mắc nữa. Không lẽ tối ngày em cứ rầu hoài. Mình ở đâu mình phải nhận mình có. Nhưng mà bù lại, so với những người, người ta ở một cái cảnh khó khăn hơn, mình còn hơn người ta rồi. Và có thậm chí những Phật tử, những người người ta ở cái xứ nóng quá, thỉnh thoảng ta muốn thấy tuyết ta cũng phải bay qua đây ta ngắm tuyết vậy. Thành thử ra cái quan trọng là chúng ta biết tư duy để chấp nhận những gì chúng ta có. Mà thật sự là hạnh phúc xung quanh mình có hết á, ta không biết nhận thôi. Mình nhìn cái nhà người ta tổ bố vậy á, mình buồn, nhìn lại nhà mình nhưng mà có lăn hết cái nhà ngủ không? Cũng ngủ nhiêu đó thôi, thì mắc gì phải phiền não. Bây giờ cái anh kia, cái nhà anh 3.000 square feet, anh cũng ngủ một khúc đó. Anh không có lăn hết 3.000 square feet cái nhà đó anh ngủ đâu. Thậm chí thưa đại chúng nè, cái giường mình nằm đó, mình có lăn hết không? Cũng đâu có hết đâu. Mà nếu mà lăn lum nó, trời sao ngủ kỳ vậy. Ngủ phải ngay ngắn, ngủ nhiêu đó thôi. Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện ngày xưa có cái ông đó, ông làm vua. Ông làm vua thì ông mới muốn là cả cái giang sơn này của ông. Cho nên ông phóng ngựa ông đi. Ông phóng ngựa tới đâu thì ông chiếm đất tới đó, phóng ngựa tới đâu chiếm đất tới đó. Mà trong khi mà phóng mà nghĩa là một cách nghĩa là sức khỏe như vậy cho đi xa lắm, cuối cùng đi mệt mỏi quá trời quá đất luôn. Con ngựa ông chịu hết nổi, nó quỵ xuống, nó ngã xuống, nó chết ngay chỗ. Rồi ổng cũng quỵ xuống đó, ổng chết, cái người ta đào cái lỗ, người ta chôn ngay chỗ đó luôn. Vậy thì bây giờ tất cả những cái chỗ đất mà ông đã cởi, ông đã chiếm mà gọi là đất của ông đó, cuối cùng ông được nhiêu? Cái khoảnh đủ chôn ổng thôi. Quý vị hiểu ý câu chuyện vậy đó. Cho nên chúng ta hãy nên nhìn cái hạnh phúc xung quanh mình. Đối với Pháp Hòa giờ nhiều khi than chơi vậy, chứ còn Pháp Hòa hạnh phúc là vì Pháp Hòa biết chấp nhận tất cả những gì mình có, mà thậm chí Hòa thấy Pháp Hòa quá đủ, không có thiếu gì hết, không có thiếu gì hết. Chữ thiếu đã học quá đủ đây không có nghĩa là mình đòi hỏi cái gì hay là mình có dư giả gì. Thật sự cái bao tử mình nhiêu à, bây giờ mình có gom cho thật là nhiều mình cũng đâu ăn bao nhiêu đâu. Thì mình ăn đủ cái bụng mình rồi thì phải buông để người khác ăn nữa chứ. Cái chữ quá đủ Pháp Hòa là gì? Trước mắt mình không thiếu gì, đã đủ ăn cái bụng mình là thôi, ngủ đủ một chỗ là thôi. Bây giờ ai có thương mình cho mình 100 cái áo cũng mặc cái thôi, chứ không lẽ lấy mặc 3 cái áo vô người ta đã thấy mình bắt đầu hơi bệnh hoạn rồi đó. Chứ đừng nói. Cho nên nhẹ nhàng trong mọi việc. Thôi thì bây giờ cô Phật tử đây, mình đang ở trong hoàn cảnh này thì quả thật lúc này là mình sẽ sống bằng Phật tại tâm, chùa tại lòng. Khi nào tâm cô có Phật, Phật đang có mặt với cô. Cô niệm Phật không được ra tiếng, cô niệm Phật trong đầu. Cô không được có quyền sử dụng tiền làm phước,
Cô bố thí bằng cách mỗi ngày trong tâm khảm cô cầu nguyện cho những ai thiếu thốn được đủ duyên lành, có đủ được mọi cái hoàn cảnh sống tốt. Đó là bố thí rồi. Thưa đại chúng, quý vị đi qua Ấn Độ đó nha, thấy người nghèo thương lắm, muốn móc tiền cho mà không dám. Mặc dù có tiền trong túi đó mà không dám cho. Vì sao biết không? Móc ra một cái là ngàn người nó nhào ra nó giật, không dám móc ra cho. Cho nên cuối cùng rồi á, đi ngang thấy họ khổ mà không biết làm gì, thôi nhắm mắt tâm nguyện cho họ. Tại vì người ta khổ quá cho nên ta thấy một cái là người ta nhào ra. Bây giờ họ họ hay lắm, họ không bao giờ họ đi đông á, họ đi có người à. Mình thấy trời giờ có người à, chắc thời cơ tốt để mình bố thí. Mới móc tiền ra một cái ba phương tứ hướng nó nhào ra. Tại vì nó có ăn rơ với nhau rồi. Nó biểu một người ra xin lấy làm mồi thôi, còn mấy người kia sẽ nhào ra sao. Và mình thấy như vậy không dám cho. Và thậm chí đôi lúc á, vì không dám cho, đứng ở dưới thì họ đè mình, họ giật. Cuối cùng phải leo xe chạy. Chạy rồi bây giờ bánh quà, tiền bạc mình đã đổi cả đống ra để dành cho họ, mà giờ họ mất trật tự không dám cho làm sao đây. Cuối cùng phải liền trở lại. Khổ một cái đưa tận tay không lấy, để bánh nó rớt dãi xuống đất, vậy mà lượm lên ăn thì chịu. Quý vị thấy nghiệp không? Mình chỉ yêu cầu họ ngồi xuống đó mình phát thôi mà họ cũng không làm. Rồi bây giờ hãy mướn cảnh sát, mướn trật tự, nó cầm mấy cái dùi cui họ đánh mấy người đó, mình không muốn. Cho nên cuối cùng rồi, đôi khi muốn làm phước mà cũng không được. Mà họ đó, đưa đàng hoàng họ cũng không chịu ngồi. Đợi khi mình lên xe họ rượt theo, mình thấy họ tội quá, bây giờ họ rượt chứ họ lỡ mà xe thắng là một cái là đụng họ nữa. Thì cuối cùng phải mở cửa sổ ra quăng trở lại hết. Đó, họ thà là họ lượm vải dưới đất vậy mà họ đồng ý. Quý vị thấy khổ. Cho nên mình phải thấy rằng trong cuộc sống chúng ta có những cái chúng ta có phước mà chúng ta không thấy. Rồi, câu hỏi cuối ha. Xin Thầy Quang Hỷ giải thích tại sao khi con niệm Phật vài ngày thấy rất bình an nhưng không bao lâu sóng gió lại trở lại. Nghĩa là một việc gì đó xảy ra như trong nhà hoặc sở làm con rất phiền não. Vậy có phải con nghiệp nặng không Thầy? Cái này không phải nghiệp nặng mà đây là thử thách. Đây là chở chướng ngại để thử thách mình. Nếu như mình tu mà tất cả các cái duyên nó thuận thì chúng ta gọi là thuận duyên. Còn những cái gì mà nó trở ngại chúng ta là nghịch duyên. Nhưng dù là nghịch hay thuận, cả hai cũng phải tu. Phóng vào ví dụ, quý vị trồng một cây cam, nó tươi xanh, nó lên trái tốt, quý vị có tưới tiếp một không? Cũng phải tưới, vì nó tốt mà phải lo chứ, chăm sóc. Ngược lại nếu mình trồng một cái cây mà nó héo, nó không, nó èo uột, nó không có xanh tươi tốt đẹp, có phải chăm sóc không? Chăm sóc. Nhưng cái tâm niệm chăm sóc khác. Đây là cây tốt, cần chăm sóc tiếp tục để nó tốt. Cây này là cây héo, cần phải quan tâm để chuyển từ héo nên tốt. Vậy thì trong cuộc đời chúng ta, dù duyên thuận hay duyên nghịch, chúng ta vẫn phải tu. Hễ mà duyên thuận thì nhận đây là duyên thuận, ráng tu tiếp để cái duyên này nó tốt hơn. Còn nếu nó đã là nghịch, cũng không bỏ nó, ráng chăm sóc nó để mà từ chuyển từ cái duyên nghịch thành ra cái duyên thuận. Nếu mà mình tu có một chút mà duyên nghịch nó đến mình bỏ tu thì coi như mình thua. Cái này gọi là phiền não ma. Phiền não ma là ma phiền não nó chướng mình. Còn nếu như á mà nó ma nó đến mà mình vẫn tiến tu thì ma nó nhượng bộ để làm gì? Để cho mình đi lên thành Phật. Không ai mà để cho mình đi đàng hoàng đâu, phải cản trở. Quý vị nào coi phim Thiếu Lâm Tự chưa? Người nào muốn xuống núi ra khỏi Thiếu Lâm phải đi vô một cái trận đánh với 18 La Hán.
gọi là thập bát la hán trận. Đánh được 18 ông la hán văng ra đứng yên tại chỗ, người đó được xuất môn. Mình cũng thế, cuộc đời này trước khi mình làm Phật cũng phải nhiều chiêu võ công lắm, còn nếu không thì phiền não ma, ngũ ấm ma, thiên ma, tử ma, đây là tứ ma nó trở ngại mình. Ma nghĩa là chướng ngại. Trong chướng ngại nó có ba loại chướng: nghiệp chướng, phiền não chướng và báo chướng. Cho nên quý vị tụng kinh nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não đó. Tam chướng là gì? Phiền não chướng, báo chướng và gì nữa? Nghiệp chướng. Thế nào gọi là báo chướng? Thế nào là nghiệp chướng? Tối ngày hờn giận hoài thành nghiệp. Phải không? Khi là phiền não chướng, hờn giận là phiền não chướng. Lâu ngày cái phiền não nó thành ra một quả báo. Rồi cuối cùng mình sống bằng cái nghiệp giận hờn. Cho nên rốt cuộc rồi, tu thì có tu, nhưng phiền não, báo, nghiệp nó làm trở ngại mình. Cho nên á, thuận duyên cũng phải tu, mà nghịch duyên cũng phải tu. Nhưng mà đôi lúc cũng phải nhìn cho kỹ nữa nha. Thuận duyên đôi khi tu không tốt bằng. Vì sao? Vì mình hay ngủ quên trên chiến thắng. Thấy thuận quá cái là lơ là. Mà lơ là cái là sao? Tai nạn xảy ra. Còn nghịch duyên cho nên làm mình sao? Cẩn thận đi đứng. Ví dụ như quý vị thấy đường, đi không coi chừng. Mà chỗ nào tối tối cái đi sao? Chậm lại, đi từ từ, đi cẩn thận. Nhiều lý, nhiều khi trong cuộc sống này thỉnh thoảng có một chút trở ngại. Để làm gì? Để mình thắng cương lại. Còn thôi mình sao? Sổ cương. Thôi, đại chúng nghỉ. Di Đà Phật, kính thưa đại chúng, tối hôm nay quý vị về Tư Gia Phật Tử Tuệ Hưng và Từ Hòa để thăm Pháp Hòa. Pháp Hòa rất cảm ơn đại chúng đã không quản ngại một ngày làm việc cuối tuần còn về đây để sinh hoạt đến tối như thế này. Xin chúc cho tất cả quý vị về nhà khỏe mạnh, ngủ ngon. Nếu đủ duyên thì hai ngày kế tiếp chúng ta sẽ được gặp nhau nữa. Còn nếu không gặp lại thì xin chúc tất cả quý vị một cuối năm thật bình an, hạnh phúc, bước sang năm mới 2020 đầy đủ sự tinh tấn, dũng mãnh để tiếp tục những ngày tháng mà chúng ta sống trong cái cuộc đời này một cách vững chãi và an tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.